Anh Tài trước đây đã học bí quyết món bún thịt nướng do thầy Y dạy và đã kinh doanh thành công. Sau khi mở chuỗi món bún thịt nướng, nhận thấy tiềm năng của các món nước, anh đã đăng ký tham gia học bí quyết pha chế nước rau má mix để đa dạng kinh doanh. Tôi tên Tài ở thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi học món là rau má mix. Anh đã được giảng viên pha chế tại Nespay dạy bí quyết món rau má mix với các loại nguyên liệu khác nhau để tạo ra những thức uống ngon, mới lạ theo nhu cầu của thị trường. Hôm nay tôi có hướng dẫn bạn Tài về những món chuyên đề về rau má. Ngoài những món cơ bản thì có thêm vài dòng món mix hay như là rau má sữa dừa hay là rau má đậu xanh. Những cái món nước này thì rất là dễ làm và có thể là kinh doanh. Giảng viên đã chỉ dạy anh cách xay rau má, cách lọc bã cũng như cách pha chế rau má. Ngoài ra, giảng viên còn dạy cách làm nhân đậu xanh, trân châu dứa, sữa dừa để mix với nước rau má nguyên chất tạo ra món rau má đậu xanh sầu riêng, rau má sữa dừa thạch lá dứa để kinh doanh theo thị hiếu của khách hàng. Cô giáo dạy tôi rất là nhiệt tình, dễ hiểu và muốn thức uống ngày hôm nay rất là ngon và tôi rất hài lòng buổi học ngày hôm nay. Chúc anh Tài sẽ kinh doanh thành công.